Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, giới chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc và Philippines hôm qua thảo luận về tình hình Biển Đông. Hai bên đang cố xoa dịu những xích mích nảy sinh khi Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động ở vùng biển này. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông và người đồng cấp Philippines Maria Teresa Lazaro bắt đầu cuộc gặp 2 ngày tại Manila, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của các nhà ngoại giao cấp cao hai nước trong 4 năm qua. Bà Lazaro tuyên bố, Philippines rất xem trọng cơ chế này vì các cuộc thảo luận ở đây cho phép chúng tôi đề cập đến mối quan hệ tổng thể giữa hai nước. Về phần mình, ông Tôn Vệ Đông cho biết, chúng ta cần giải quyết thỏa đáng những khác biệt của mình thông qua các cuộc thảo luận hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hơn nữa. Giới chức Trung Quốc Philippines đã gặp nhau hồi tháng 1 ở Bắc Kinh và đồng ý giải quyết tranh chấp hàng hải thông qua tham vấn, nhưng căng thẳng đã bùng lên từ đó. Hồi tháng 2, Philippines cáo buộc một tàu của Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu tuần tra của nước này. Đầu tháng này, hơn 40 tàu Trung Quốc được phát hiện xung quanh một hòn đảo do Philippines kiểm soát. Chính phủ Solomon vừa ký một thỏa thuận với một công ty Trung Quốc để nâng cấp cảng quốc tế chính của nước này ở thủ đô Honiara khi Bắc Kinh tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thỏa thuận liên quan đến tập đoàn xây dựng công trình dân dụng Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Đây là một phần của dự án phát triển giao thông mở rộng do Ngân hàng Phát triển Châu Á dẫn đầu trong thỏa thuận này với khoản vay 170 triệu đô la Mỹ. Công ty Trung Quốc được cho là nhà thầu duy nhất chịu trách nhiệm các dự án xây dựng lớn, bao gồm cả nhà ga, sân bay quốc tế. Động thái này củng cố mối lo ngại trong khu vực rằng các cơ sở như vậy có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã đến Ottawa bắt đầu chuyến thăm Canada. Nay ông sẽ gặp Thủ tướng Justin Trudeau và có bài phát biểu trước Quốc hội nước này. Đây là chuyến thăm Canada đầu tiên của ông Biden kể từ khi nhậm chức năm 2021. Trong lịch sử, thăm Canada luôn là chuyến công du nước ngoài ưa thích đầu tiên của các tổng thống Mỹ, ngoại trừ hai ông Jimmy Carter và Donald Trump. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã hai lần ngăn cản ông Biden thực hiện chuyện này. Thương mại, di cư, chi tiêu quốc phòng của Canada, việc đảm nhận vai trò lãnh đạo một lực lượng quốc tế để khôi phục ổn định ở Haiti là những vấn đề được đặt ra trong chương trình nghị sự của chuyến đi này. Trong năm thứ ba cầm quyền của ông Biden, chuyến thăm này nhằm đánh giá lại những gì hai bên đã làm, quan hệ hai bên đang ở đâu và những gì hai bên cần ưu tiên cho tương lai. Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết nền kinh tế Liban đang ở thời điểm rất nguy hiểm và cần được cải cách để tránh lạm phát. Trưởng phái đoàn IMF Ernesto Ramirez Rigo phát biểu ở Beirut rằng Liban nên đẩy nhanh việc thực hiện các điều kiện đặt ra cho gói cứu trợ giữa IMF và Liban. Liban đang trong thời điểm rất nguy hiểm. Họ đang ở trước ngã rẽ nguy hiểm và nếu không có những cải cách nhanh chóng thì sẽ sa lầy vào một cuộc khủng hoảng không hồi kết. IMF đang kêu gọi giới chức Liban ban hành các cải cách cần thiết, nói rằng quá trình này diễn ra rất chậm khi xét đến tình hình tài chính tồi tệ của đất nước và sự chậm trễ này chỉ làm tăng thêm chi phí với người dân. Liban và IMF đạt được một thỏa thuận về khoản vay trị giá 3 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 năm ngoái, dựa trên kế hoạch phục hồi kinh tế và một loạt cải cách quan trọng. Tuy nhiên, Liban không đạt được thỏa thuận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có 8 trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh Marburg ở Guinea-Xích Đạo, nâng tổng ca nhiễm lên 9 và ca nghi nhiễm lên 20 kể từ khi bệnh này bùng phát hồi tháng 2. Đây là bệnh gây chết người giống như Ebola. Trong 8 trường hợp mới, 2 trường hợp được báo cáo từ tỉnh Kianen của Guinea-Xích Đạo, 4 trường hợp từ tỉnh Litoral và 2 trường hợp từ tỉnh Central Sur. WHO cho biết các khu vực báo cáo ca bệnh cách nhau khoảng 150 km, cho thấy khả năng lây truyền virus rộng hơn dự tính. Không có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus nào được phê duyệt để điều trị bệnh này. Theo các báo cáo, bệnh Marburg rất dễ lây nhiễm trong gia đình. Những người nhiễm bệnh có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi và nôn mửa. Virus lây nhiễm trực tiếp giữa người và người. Thưa quý vị, có vẻ như khó tin, nhưng nếu bạn đang sống ở quốc gia Luxembourg nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu, bạn sẽ được sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí. Nhưng kỷ niệm 3 năm thực hiện sáng kiến công cộng này, hầu hết người sử dụng xe điện, xe buýt và xe lửa ở Luxembourg đều nói rằng họ hài lòng. Một người dân cho biết, vì miễn phí nên việc đưa ra quyết định nhanh chóng lựa chọn giữa phương tiện giao thông công cộng hay ô tô cá nhân sẽ dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa là nó rất tích cực với môi trường và thiết thực. Luxembourg cũng đang quảng bá sáng kiến này như một cách chống lại ô nhiễm và biến đổi khí hậu bằng cách thu hút mọi người đánh xa phương tiện của họ và lên tàu hỏa hoặc xe buýt. Nhưng hiện ô tô vẫn là nhất, dù một số người Luxembourg đã xem việc đi lại miễn phí là một quyền hơn là một món quà hào phóng từ chính phủ.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 10 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.